Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Rosé. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi móc một chiếc túi đựng ly hoặc là bình nước xinh xắn như thế này ha. Để móc được một chiếc túi đựng ly như thế này thì mình sẽ sử dụng 20g sợi dệt màu kem. Màu hồng và màu xanh thì mọi người chỉ sử dụng một ít thôi ha, cỡ 10g. Mình sử dụng kim móc 2.5mm. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kéo cắt, kim khâu len. Và mình sẽ để lên mua nguyên liệu dưới phần bình luận cho các bạn tham khảo nha. Tùy thuộc vào size ly mà các bạn có thể tăng hoặc là giảm số mũi lại ha. Ở đây cái ly của mình thì các bạn chú ý là phần ly này thì phần ở dưới đáy nó sẽ nhỏ hơn phần miệng. Và mình sẽ đo cho mọi người vòng thân của nó. Mình sẽ đo ở điểm này ha, tại vì mình sẽ tính móc phần quai nó ở khoảng cách này này. Nên mình sẽ đo cái điểm ở dưới này trước. Mình đo được ở điểm này là khoảng 23cm. Đầu tiên mọi người sẽ tạo một nút thắt. Ở đây mình sử dụng kim móc 2.5mm. Tiếp theo chúng ta sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là mình sau khi đã móc lên được tổng cộng 40 mũi bính và mình sẽ ướm thử vào phần vòng ly để các bạn xem thử ha. Móc đến đây 40 mũi bính là vừa phần ly ở chỗ này nè. Nếu mà cái ly của các bạn to hơn thì các bạn có thể tăng số mũi nha. Còn nếu ly các bạn nhỏ hơn các bạn có thể giảm số mũi lại. Tiếp theo mình sẽ tạo thành vòng tròn bằng cách là mọi người cầm vào sợi dây này, mọi người nhớ rà theo cái mặt trên này ha. Mọi người đừng để cho nó bị lật như thế này. Mọi người đảm bảo cho phần dây bính này nó đang ở mặt trên. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân bính đầu tiên, mọi người đâm vào mặt này nha, các bạn đừng có đâm vào mặt sau, mọi người đâm vào mặt trước. Thực hiện một mũi dời. Như vậy là mình đã tạo được một vòng tròn rồi nè. Để bắt đầu lên vòng đầu tiên thì mọi người sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên, chính là chân mà mình vừa thực hiện mũi dời nè. Mọi người móc một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn đầu tiên của vòng này. Chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên này. Các chân bính kế tiếp mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Và các bạn lưu ý là vừa thực hiện các bạn vừa giấu len luôn ha. Cách thức là mọi người đưa cái dây ngắn này lên trên kim nè. Mình vừa móc mình vừa giấu lại dây len này luôn. Các bạn có thực hiện như vậy cho đến cuối vòng luôn ha. Mỗi chân bính mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Và chúng ta cứ thao tác như vậy và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng này nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và còn một chân móc cuối cùng là chân này. Mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn thứ 40. Chân này là mũi dời của vòng trước, mình sẽ không móc vào ha. Đây là mũi bính đầu tiên, mình cũng sẽ bỏ qua. Để kết thúc vòng đầu tiên này, mọi người sẽ gỡ kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là chân mà mình vừa gỡ kim đánh dấu và thực hiện một mũi dời. Kết thúc vòng đầu tiên, chúng ta có tổng cộng là 40 mũi móc đơn. Ở vòng thứ hai này, mình sẽ tiến hành đi tăng mũi. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó các bạn đâm kim móc vào 7 chân đầu tiên, mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ gắn kim đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên này. Sau đó móc tiếp tục cho đến khi chúng ta có được 7 mũi móc đơn ở 7 chân. Ở chân thứ 8 này chúng ta sẽ móc vào đây một chân tăng mũi gồm có 2 mũi móc đơn chung chân.
Sau đó các bạn lặp lại công thức như ban đầu. 7 chân kế tiếp, mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp chúng ta sẽ móc vào đây một chân tăng mũi, gồm có hai mũi móc đơn chung chân, sau đó lại lặp lại 7 chân móc đơn, một chân tăng mũi. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 45 mũi móc đơn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và còn một chân móc. Nếu các bạn thực hiện đúng thì chân cuối cùng này sẽ là một chân tăng mũi gồm hai mũi móc đơn chung chân. Các bạn lưu ý là vòng thứ hai này á thì mình móc xong thì tổng số chân mũi sẽ là một số chia hết cho 3 nha. 45 thì sẽ chia hết cho 3. Để kết thúc vòng này thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Sau khi móc xong hai vòng thì mình sẽ tiến hành ướm vô cái ly đựng nước thử cho các bạn xem ha. Mình kéo lên được 2/3 của ly là ổn nè. Nếu mà các bạn móc đến đây mà bị chụp á, thì các bạn có thể tăng số mũi lên nha, hoặc là giảm số mũi đi. Tuy nhiên các bạn phải đảm bảo là ở vòng thứ hai này nè, sau khi tăng mũi lên á, thì mình sẽ có tổng số chân mũi là chia hết cho 3. Thì khi mà mình móc lên vòng lá và vòng hoa thì nó mới đủ chân móc được ha. Ở đây mình móc vừa rồi thì mình cứ tiếp tục mình móc lên thôi. Vòng thứ ba chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ không tăng và không giảm mũi ở vòng này. Các bạn cứ móc đều như vậy cho đến cuối vòng và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng 3 này nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 3 và móc được tổng cộng là 45 mũi móc đơn, bằng số mũi so với vòng trước. Để kết thúc vòng này thì mình sẽ đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên này và thực hiện một mũi dời. Tuy nhiên vòng tiếp theo thì mình sẽ đổi len sang len màu xanh để mình móc lên một vòng lá. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt ở phần dây len màu xanh này. Sau đó các bạn kéo nút thắt này qua mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó tiếp tục kéo qua dây trên kim. Phần dây trắng này mọi người khỏi cắt ha, mọi người cứ để ở đây, các bạn siết chặt lại. Và mình sẽ để ở đây. Để móc lên vòng thứ tư là vòng lá thì mọi người sẽ móc lên 3 mũi bính. Các bạn đánh dấu vào mũi bính thứ ba nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây chính là chân móc đầu tiên, chúng ta đã móc lên 3 mũi bính rồi và mình sẽ không móc nữa. Các bạn đâm kim móc vào chân thứ hai này và móc vào đây một mũi móc kép. Sau đó móc một bính rồi lại đâm vào chân vừa rồi móc một mũi móc kép. Chúng ta có một cụm một kép, một bính, một kép ở chân thứ hai này. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua hai chân tiếp theo, 1, 2, móc vào chân thứ ba này một mũi móc kép, một mũi bính và một mũi kép. Cụm này tương tự như cụm ở chân móc thứ hai. Và chúng ta sẽ lặp lại công thức như vậy. Các bạn cứ bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba này một cụm gồm một kép, một bính, một kép. Bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một cụm gồm một kép, một bính, một kép. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và nếu như mọi người thực hiện đúng thì chúng ta sẽ còn một chân móc cuối cùng là chân này. Chúng ta sẽ bỏ qua không móc. Mọi người sẽ kết thúc vòng này bằng cách là gỡ kim đánh dấu ra và mọi người móc vào mũi bính thứ ba này một mũi dời. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi bính thứ ba, thực hiện một mũi dời. Tuy nhiên ở vòng tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng len màu hồng nên mình sẽ tiến hành đổi len sang len màu hồng. Các cách thức thực hiện thì mọi người cũng sẽ tạo một nút thắt bằng len màu hồng. Sau đó các bạn kéo đoạn dây len màu hồng này qua chân bính thứ ba và qua dây trên kim. Đoạn dây len màu xanh này thì mọi người kéo chặt lại.
Sau đó chúng ta có thể cắt được rồi. Mình sẽ cột đoạn dây màu hồng mà mình mới vừa kéo qua và đoạn dây len màu xanh này lại với nhau. Mình cột sơ để nó đỡ bung quá. Sau đó mình móc xong cái này, mình sẽ tiến hành dùng kim khâu len và dấu sâu nha. Để móc lên vòng hoa thì mọi người sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ móc lên tổng cộng là 4 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi bính thứ 3, chính là mũi này. Tiếp theo thì mọi người sẽ đâm kim móc vào khoảng trống đầu tiên là khoảng trống này. Khoảng trống này được tạo ra bởi hai mũi móc kép và một mũi bính của vòng trước. Các bạn đâm kim móc vào đây và móc 5 mũi móc kép. Sau khi đã móc được tổng cộng là 5 mũi móc kép thì mình sẽ đâm kim móc vào chân móc kép đầu tiên, chính là chân này, và mình sẽ kéo đoạn dây của mũi móc kép thứ 5 này qua chân đầu tiên. Mình đã thực hiện được một nụ hoa rồi nè. Để tiếp tục thì mình sẽ móc lên 2 mũi bính, sau đó đâm kim móc vào khoảng trống thứ 2 và móc lên 5 mũi móc kép tương tự như nụ hoa đầu. Móc được 5 mũi móc kép thì mình sẽ gỡ kim móc ra, đâm vào chân đầu tiên và kéo đoạn dây qua chân đầu, rồi lại lên 2 mũi bính và móc vào khoảng trống kế tiếp 5 mũi móc kép. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và móc xong cánh hoa cuối cùng rồi. Để kết thúc vòng này, đầu tiên mọi người móc lên một mũi bính. Các bạn nhớ ở cánh hoa cuối cùng này thì mình chỉ móc lên một mũi bính thôi nha. Sau đó mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn đâm kim móc vào mũi bính thứ 3 nha. Mũi bính thứ 3 là mũi này. Các bạn đừng đâm vào mũi bính thứ 4 nha. Các bạn đâm vào mũi bính thứ 3 mà lúc đầu mình gắn kim đánh dấu á. Và thực hiện một mũi dời. Tuy nhiên ở vòng tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu trắng nên là mình sẽ kéo đoạn dây len màu trắng lên. Mọi người nhớ là hồi nãy mình móc xong vòng ở dưới đây nè, vòng 3 á, thì mình có chừa lại đoạn dây len màu trắng và bây giờ mình chỉ có việc kéo lên thôi. Mình không cần phải nối len vào. Mình sẽ kéo đoạn dây len màu trắng này qua mũi bính thứ 3, sau đó kéo qua dây trên kim. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo chặt đoạn dây len màu hồng này. Và mình sẽ để ở đây, tí nữa mình sẽ móc lên màu hồng nên mình cũng khoan chưa cắt nha. Để móc lên vòng thứ 6, chúng ta sẽ thao tác như sau. Thì đầu tiên mọi người sẽ lên một mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào khoảng trống đầu tiên, chính là khoảng trống này, và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên này. Ở trên của nụ hoa đầu tiên này thì mọi người sẽ thấy có một chân móc, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó khoảng trống giữa hai nụ hoa tiếp theo này nè, mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn. Ở đây là mình đang tiến hành tăng mũi đó ha. Bình thường thì mọi người chỉ móc vào đây hai chân thôi, nhưng mà mình sẽ tiến hành tăng mũi vì mọi người để ý là cái bình của mình càng ngày nó càng to dần nên là mình phải tăng mũi ở những cái vòng tiếp theo. Thì ở vòng này mình sẽ tiến hành tăng bằng cách là móc vào khoảng cách này 3 mũi móc đơn thay vì 2 mũi móc đơn như bình thường. Chân ở trên nụ hoa mình móc một mũi móc đơn, sau đó khoảng cách tiếp theo mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn. Và các bạn cứ lặp lại như vậy. Chân phía trên của nụ hoa thì chúng ta móc một mũi móc đơn. Khoảng trống giữa hai nụ hoa thì chúng ta móc 3 mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 6 sau khi móc được một chân ở phía trên nụ hoa cuối cùng này. Thì chúng ta còn một cái khoảng trống cuối cùng ở đây. Mọi người sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn nha. Và để kết thúc vòng này thì chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là chân mà mình gắn kim đánh dấu, và thực hiện một mũi dời. Kết thúc vòng này chúng ta có tổng cộng là 60 chân mũi, tăng 15 chân mũi so với vòng trước.
Để bắt đầu lên vòng 7 thì chúng ta sẽ móc lên một mũi bính, sau đó mọi người sẽ móc vào mũi chân một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ không tăng và không giảm mũi cho đến cuối vòng, chúng ta sẽ giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước. Mũi chân chúng ta móc vào đây một mũi móc đơn. Các bạn có thực hiện như vậy cho đến cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 7 và để kết thúc vòng này chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu ra, đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Vòng 8 các bạn sẽ thực hiện tương tự như vòng 7, mũi chân mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 60 chân mũi nha. Các bạn cứ lặp lại như vậy, mỗi chân móc vào đây một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 8 và chúng ta móc được tổng cộng 60 mũi móc đơn. Để kết thúc vòng thì chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là chân mà mình gắn kim đánh dấu, và thực hiện một mũi dời. Tuy nhiên ở vòng tiếp theo mình sẽ đổi sang len màu hồng nên mình sẽ kéo đoạn dây len màu hồng ở dưới. Hồi nãy mình chưa cắt nè, mình sẽ kéo lên. Chúng ta kéo đoạn dây len màu hồng qua mũi móc đơn đầu tiên, rồi lại kéo qua dây trên kim. Dây màu trắng mọi người siết chặt lại và mọi người cứ để đây nha. Để bắt đầu vòng này thì mọi người cũng sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn và mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi này. Vòng này công thức cũng sẽ giống vòng trước, chỉ khác là mình đổi màu len thôi ha. Mỗi chân mọi người cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 60 mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 9 rồi và để kết thúc vòng này chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Tuy nhiên vòng tiếp theo mình sẽ tiến hành đổi sang len màu trắng nên mình sẽ lấy đoạn dây len màu trắng này, kéo qua mũi móc đơn đầu tiên và kéo qua dây trên kim. Dây màu hồng mọi người sẽ siết chặt lại và chúng ta sẽ tiến hành cắt dây màu hồng được rồi ha. Để bắt đầu vòng tiếp theo thì mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ thực hiện tương tự như vòng trước, mỗi chân chúng ta móc vào đây một mũi móc đơn, chỉ có khác là mình sẽ đổi sang lại len màu trắng thôi ha. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 60 mũi móc đơn, các bạn cứ thực hiện như vậy và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 10 rồi và để kết thúc vòng này chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu ra, đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Tiếp theo chúng ta sẽ móc lên phần quai sách ha. Để móc lên phần quai đầu tiên mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào bốn chân móc, mỗi chân mọi người móc một mũi móc đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc lên một mũi bính, lật mặt len lại. Mọi người sẽ đâm kim móc vào chân đầu tiên, chính là chân này. Các bạn đừng đâm vào chân mũi bính mà mình vừa lên ha. Chúng ta sẽ đâm vào chân này nè. Mọi người móc một mũi móc đơn. Những chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì cho đến cuối hàng này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Và để cho phần quai này dài hơn thì mình sẽ móc càng nhiều hàng càng tốt. Để lên hàng tiếp theo mình sẽ móc lên một bính và tiếp tục lật mặt len lại. Đâm kim móc vào mỗi chân này và móc vào đây một mũi móc đơn thì mỗi hàng chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Móc càng nhiều hàng thì phần quai này sẽ càng dài hơn. Các bạn muốn phần quai to hơn thì có thể tăng lên thành 5 hoặc là 6 mũi móc đơn của mỗi hàng nha. Ở đây mình thích cái quai nó vừa thôi thì mình móc tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại, móc lên càng nhiều hàng thì phần quai này càng dài nha. Đây là mình đã móc lên được tổng cộng 70 hàng. Và mình đo được chiều dài của phần quai này là 35cm. Thì mình thấy vừa rồi thì mình sẽ kết thúc phần quai này bằng cách là móc lên một mũi bính và tiến hành kéo dây len qua cắt dây. Mọi người cắt dây mọi người chừa một đoạn dài để tí nữa mình may ráp phần quai vào mặt phía đối diện ở phía bên kia ha. Các bạn sẽ kéo chặt cái mũi bính mà mình vừa lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim khâu len để tiến hành đi ráp phần quai còn lại. Các bạn có thể dùng kim móc để các bạn móc cũng được, nhưng mà ở đây mình dùng kim khâu len cho nó dễ nè. Đầu tiên thì chúng ta phải xác định điểm giữa. Các bạn bóp phần này lại ha, sao cho cái miếng này nó ở giữa nè. Còn không, bạn nào kỹ hơn thì các bạn có thể đếm sao cho chân mũi bên này và chân mũi bên này nó sẽ bằng nhau.
Ở đây mình ướm ướt chừng thôi. Đó, mình ướm ướt chừng cho nó ở giữa là được rồi. Và mình sẽ dùng kim khâu len để đi may lại. Chỗ này mình quay bị hơi khuất một chút, mọi người thông cảm ha. Các bạn cứ may một chân ở phần quai với một chân ở phần dưới này. Hai chân ở hai phía bên này thì mọi người may kỹ một xíu nha. Mình sẽ may hai lần luôn. May xong phần quai thì mình sẽ tiến hành đi dấu len vào mặt trong. Để cho cái sợi dây này nó không bị bung thì mọi người có thể thắt một nút thắt ha. Những đoạn dây len phía dưới này mọi người cũng sẽ đi dấu len tương tự như vậy luôn, mình sẽ dùng kim khâu len. Màu hồng thì mọi người sẽ tiến hành dấu ở đoạn màu hồng này thôi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng bình nước khá là đơn giản và xinh ha. Chúc các bạn thành công với sản phẩm này và đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!